Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 30: nhiều bệnh nhân chết bởi quá trị chứ không phải ung thư. Trên một sức khỏe của nhiều báo mạng có đăng tải một bài viết với tựa đề Nghiên cứu nhiều bệnh nhân chết bởi quá trị chứ không phải ung thư. Bài viết này ngay lập tức được các bệnh nhân đang sắp quá trị ung thư cũng như các nhà khoa học, bác sĩ quan tâm đến lĩnh vực ung thư đặc biệt chú ý. Một số thống kê đáng sợ ghi nhận từ bài viết này, khoảng 8,4% bệnh nhân bị ung thư phổi và 2,4% bệnh nhân ung thư vú ở Anh chết trong vòng một tháng. Nhưng ở một số bệnh viện, con số này cao hơn rất nhiều. Ở Milton Keynes, tỷ lệ tử vong trong điều trị ung thư phổi là 50,9%, quá trị có thể khiến tế bào ung thư lan rộng hơn. Ở Hoa Kỳ, nhiều bệnh nhân bị buộc phải trải qua quá trị bất chấp họ có muốn hay không. Những quan điểm có vấn đề trong bài viết này sẽ lần lượt được mang ra phân tích ở đây. Quá trị gây tổn hại cho bệnh nhân và là nguyên nhân lớn gây ra cái chết chứ không phải ung thư. Các con số đáng sợ về tỷ lệ tử vong do quá trị trong vòng một tháng có lẽ được dịch từ bài Quá trị, lời cảnh báo khi hàng trăm người chết vì thuốc chống ung thư, đăng trên tờ The Telegraph. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Nếu chỉ đọc các tiết giật gân mà không đọc kỹ toàn bộ bài viết, chúng ta sẽ hiểu lầm một cách tai hại. Hầu hết các con số được đưa ra trong bài viết cho thấy tỷ lệ tử vong do quá trị ung thư trong vòng một tháng đều ở mức cao đáng sợ, thậm chí có nơi vượt quá con số 50%. Nhưng thực tế, hầu hết các con số này đều ghi nhận ở nhóm các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Ở giai đoạn này, mục tiêu của quá trị là giảm nhẹ triệu chứng, cải thiện chất lượng sống, chứ không nhằm mục đích chữa khỏi. Ung thư vú. Giai đoạn 1, tỷ lệ sống 5 năm tính theo tỷ lệ phần trăm là 99. Giai đoạn 2, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm là 90. Giai đoạn 3, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm là 60. Giai đoạn 4, tức giai đoạn cuối, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm là 15. Ung thư phổi. Giai đoạn 1, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm từ 68 đến 92. Giai đoạn 2, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm từ 53 đến 60. Giai đoạn 3, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm từ 13 đến 26. Giai đoạn 4, tức giai đoạn cuối, tỷ lệ sống 5 năm tính theo phần trăm từ 1 đến 10. Hai bảng này là tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân ung thư vú và ung thư phổi, loại không phải tế bào nhỏ, phân theo giai đoạn. Chúng ta thấy rõ ràng là nếu bệnh nhân được điều trị ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ sống rất cao, trong khi đó nếu ở giai đoạn cuối thì tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 10%. Như vậy, kết luận của bài viết cho rằng quá trị là nguyên nhân gây ra cái chết liệu có đúng không khi mà thống kê diễn ra trên nhóm bệnh nhân giai đoạn cuối là nhóm bệnh nhân có tỷ lệ sống rất thấp. Đa phần các bệnh nhân này tử vong là do bệnh ung thư tiến triển. Trưởng nhóm ung thư của Tổ chức Y tế Cộng đồng Vương quốc Anh, tiến sĩ James Brasbass, phát biểu với tờ Telegraph: quá trị là một phần quan trọng trong điều trị ung thư và là lý do lớn đằng sau tỷ lệ các bệnh nhân sống sót được cải thiện trong 4 thập kỷ qua. Tuy nhiên, đó là biện pháp y tế mạnh với tác dụng phụ đáng kể và khá khó để các bệnh nhân cân bằng trở lại sau quá trình điều trị vất vả. Ông cũng cho rằng, việc một số bệnh viện hay trung tâm báo cáo các con số tử vong do quá trị như vậy cần phải được xem xét lại các phác đồ điều trị, liều lượng và tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. Quá trị là độc chất. Đối với cơ thể, nó không thể phân biệt một cách chính xác các tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh. Nó nhắm đến các tế bào với đặc tính tăng sinh mạnh là đặc điểm nổi bật nhất của các tế bào ung thư. Nhiều nhà nghiên cứu cũng thấy sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ sống còn ở những bệnh nhân già yếu với thể trạng kém thua xa các bệnh nhân trẻ hơn với thể trạng tốt. Nghĩa là việc điều trị quá trị thật sự có mang lại lợi ích hay không phụ thuộc rất nhiều vào bác sĩ quá trị trong việc lựa chọn bệnh nhân nào nên được quá trị, giai đoạn và đặc tính sinh học ung thư nào thì quá trị là có lợi, phác đồ và liều lượng ra sao để phù hợp với thể trạng của từng bệnh nhân. Quá trị có thể khiến tế bào ung thư lan rộng hơn. Đoạn này của bài báo có lẽ được dịch từ bài báo Nghiên cứu mới tuyên bố
Quá trị có thể khiến bệnh ung thư lan rộng và phát triển trở lại mạnh mẽ hơn, đăng trên tờ Daily Mail của Anh. Chi tiết để giải đáp cho vấn đề này, các bạn có thể đọc chi tiết tin đồn số 28, quá trị trước khi phẫu thuật ung thư vú làm tăng nguy cơ di căn xa. Chúng ta không nên quá hoang mang, liệu có nên quá trị hay không? Quá trị có làm tăng nguy cơ di căn xa hay không? Vì theo tiến sĩ Ostay thuộc Đại học Y khoa Albert Einstein về hệ thống y tế Montefiore ở New York cho biết, bằng chứng rõ ràng cho thấy quá trị có thể chữa khỏi ung thư vú khu trú và kéo dài tuổi thọ ở những bệnh nhân bị di căn. Điều này đã có nhiều nghiên cứu chứng minh. Ở đây, chúng tôi không dẫn chứng ra quá nhiều nghiên cứu so sánh giữa việc quá trị với không quá trị vì sẽ làm cho các độc giả phổ thông khó hiểu. Chúng tôi đưa ra một ví dụ điển hình bằng sơ đồ so sánh giữa tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở nhóm có quá trị và nhóm chứng là nhóm không quá trị. Hình bên trên, đường ở trên là biểu đồ biểu thị tỷ lệ tử vong của nhóm không quá trị, còn đường ở dưới là của nhóm có quá trị với phác đồ Andrasilin. Ta thấy đường của nhóm không có quá trị cao hơn, nghĩa là những bệnh nhân nào không được quá trị thì tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn so với những bệnh nhân có quá trị. Hình bên dưới, đường ở trên là biểu đồ tỷ lệ tử vong của nhóm không quá trị, còn đường ở dưới của nhóm có quá trị phác đồ CMF. Ta thấy đường của nhóm không có quá trị cao hơn, nghĩa là những bệnh nhân nào không được quá trị thì tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn so với những bệnh nhân có quá trị. Phương pháp thay thế. Bài báo còn đề cập đến một lĩnh vực, đó là điều trị thay thế. Hay hiểu nôm na là cách điều trị dân gian. Bài viết khẳng định các phương pháp thành công đã được ghi nhận bao gồm ăn chay, ăn kiêng, thiền định, tu luyện khí công và hơn thế nữa, vân vân. Tuy nhiên, trong bài viết tin đồn số 25, nên bỏ điều trị ung thư bằng phương pháp thông thường để theo phương pháp dân gian, các bạn có thể rất dễ hình dung là việc lựa chọn các phương pháp dân gian chưa được chứng minh để điều trị ung thư giai đoạn sớm là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Tóm lại, bài viết đăng trên báo mạng chủ yếu là bài tổng hợp dịch từ các bài báo của các tờ nổi tiếng có uy tín trên thế giới, nhưng chưa bao quát hết ý, dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Vì thế, bạn đọc cần phải đọc kỹ nội dung và tìm hiểu sâu hơn trước khi áp dụng, đặc biệt là trên lĩnh vực sức khỏe. Ruy Băng Tím vẫn luôn khuyên các độc giả cần thận trọng khi đọc các bài viết trên mạng và luôn khuyên bệnh nhân ung thư tin tưởng vào sự điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Sự thật, quá trị giúp bệnh nhân ung thư sống lâu hơn chứ không phải làm cho tử vong nhiều hơn. Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.